Hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc là khi ta được sống chung với người mình yêu thương thường không còn nguyên vẹn sau đôi ba năm. Hạnh phúc mua được căn nhà như ý không kéo dài quá đôi ba tháng. Hạnh phúc được thăng chức thường bị lãng quên sau đôi ba tuần. Hạnh phúc được khen ngợi thường tan thành mây khói chỉ sau đôi ba tiếng. Rồi ta lại khao khát đi tìm và dễ dãi tin vào một đối tượng nào đó trong tương lai sẽ mang lại hạnh phúc lâu bền hơn. Hạnh phúc của ta quả thật ngắn ngủi, đôi khi ta phải mất rất nhiều thời gian và năng lượng để tạo dựng, nhưng rồi nó cứ bỏ mặc ta đi một cách tàn nhẫn. Tại vì ta đã vay mượn những điều kiện bên ngoài, nhồi nặng chúng thành những thứ để ta hưởng thụ, nên ta không làm chủ được nó là phải. Ta biết rất rõ nguyên nhân, nhưng không thể làm gì hơn khác, vì ta không thể vượt qua nỗi bóng tối tham lam quá lớn của chính mình. Thật ra, hạnh phúc thỏa mãn cảm xúc hay hạnh phúc thỏa mãn ý chí cũng đều xuất phát từ tâm của con người chứ không phải là do điều kiện bên ngoài. Nhưng đó là phần tâm lý cạn, chưa thấy được giá trị sâu sắc bên trong của mình. Cái trạng thái tâm lý không muốn tìm kiếm thêm điều gì và không cần phải loại bỏ bất cứ điều gì mới chính là hạnh phúc chân thật. Nó bằng lòng và chấp nhận tất cả. Nó chân thật vì nó được tạo ra từ sự bình an của chính lòng mình, chứ không lệ thuộc vào những thuận cảnh bên ngoài. Chính vì thế mà người xưa hay nói, lạc phải đi liền với an, an lạc thì mới bền vững. Một người không có nhiều tiền, không có quyền lực, không được ai ngưỡng mộ, nhưng lúc nào cũng có thể mỉm cười và tiếp xúc sâu sắc với những giá trị màu nhiệm trong thực tại, thì đó mới là mẫu người hạnh phúc. Sống như thế nào mới thật là đáng sống? Tâm tham cầu và tâm chống đối thì ai cũng có, nhưng nhiều người trải qua vài biến động lớn trong đời thì những năng lượng ấy đột nhiên suy giảm. Nhưng phần lớn đều phải siêng năng tập luyện từng ngày, từng giờ mới chuyển hóa thành những thói quen lâu đời ấy. Thật ra, những mong cầu hay chống đối cũng chỉ là những phản ứng phục vụ cho cái tôi dại khờ của ta mà thôi. Chỉ cần ta nhận ra bản chất chân thật của mình, luôn sống trong thức tỉnh để biết rõ mình đang làm gì và với thái độ nào, tập buông bỏ những thứ tham cầu và chống đối không cần thiết. Nhờ đó cái tôi bé nhỏ này tan chảy vào vũ trụ, nó sẽ vận hành đồng điệu với mọi người và vạn vật. Hạnh phúc trong ta sẽ luôn mở rộng đến vô cùng. Có thể nói tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận hạnh phúc như thế ấy, bởi hạnh phúc vốn luôn có sẵn trong tâm ta, ở đây và ngay bây giờ. Mỉm cười nhìn đóa hoa, lòng nghi ngờ tan vỡ, hạnh phúc ở đây rồi, dại khờ tìm muôn thuở.